Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Nương nương, nô tỳ nghe nói Tiền lão tiên sinh đã phụng chỉ hồi triều rồi. Tiền Trung là một kẻ ham danh hám lợi, ông ta chỉ muốn đại dương cúi đầu trước ông ta thôi. Bây giờ ông ta cầu được ước thấy rồi, nên tất nhiên là sẽ quay về. Sao nương nương biết là ông ấy ham danh lợi à? Ông ta là một kẻ cứng đầu. Lần trước Chiến Dương đuổi ông ta về quê, nhưng ông ta cứ ở lì ở Lâm Dương mãi không chịu đi. Vì sao chứ? Chẳng qua gì ông ta nghĩ rằng Chiến Dương không thể không có ông ta, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu xin lỗi. Nương nương thật là cao kiến. Có sấm sét rồi, mau mau che rèm cửa vào. Chiến Dương rất sợ sấm. Dạ. Chiến Dương tới rồi, mau ra nghênh giá. Tham kiến nương nương. Sao lại chỉ có mình ngươi? Chiến Dương đâu? Chiến Dương hôm nay có nhiều chuyện phải giải quyết, nên đã nghỉ ngơi ở thư phòng rồi ạ. Ngài nhìn thấy tẩm cung của nương nương vẫn còn sáng đèn, nên sai nô tỳ tới thông báo với nương nương, xin nương nương không phải đợi. Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Nô tài cáo lui. Đây chính là cuộc sống mà ta khổ sở giành lấy sao? Không. 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 Nương nương, ta không sao. Các ngươi lui đi. Dạ. Ta yêu nàng. Chúng ta vẫn còn chưa uống rượu giao quan. Hôm nay sẽ là ngày thành thân của chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta có thể là một cặp vợ chồng thực sự rồi. Nào, có cần ta giúp nàng không? Không cần đâu, thiếp tự uống được. Ai đó? La Phong. Sao huynh ấy có thể xuất hiện được chứ? Ta đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên huynh ấy. Huynh ấy sẽ mãi mãi không xuất hiện được nữa. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, sao ban đầu còn làm vậy? La Phong. La Phong. La Phong. La Phong. Lần này bản dương xuất chinh, nhanh thì một tháng, chậm thì vài tháng. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong triều đều giao cho khanh toàn quyền xử lý. Thần tuân chỉ.
Giờ lành đã tới, xuất phát. Chúc Kiến Dương lên đường may mắn, sớm ngày khải hoàng. Thưa Kiến Dương, thần có chuyện muốn bẩm báo. Xem ra Khanh muốn cùng Bản Dương xuất chinh à? Không, thần muốn từ chức ạ. Khanh làm thiên phu trưởng là hợp lý rồi. Có quyền uy lớn như vậy, bây giờ mà từ chức không phải đáng tiếc lắm sao? Với tài năng của thần thì phải làm đại nguyên soái toàn quân mới đáng. Nếu đã không được trọng dụng, chi bằng cho thần về quê làm ruộng. To gan, dám nói năng ngông cuồng trước mặt Chiến Dương. Người đâu, lôi hắn ra ngoài. Hãy khoan. Khởi bẩm Chiến Dương, chỉ dựa vào một câu nói mà đã lôi đi chém đầu. Nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Chiến Dương. Tô Triết, đừng tưởng lão phu không biết ý đồ của ông. Tô Triết một lòng vì Chiến Dương. Chiến Dương, xin đừng tin ông ta. Con người này, lão phu đã từng nói rồi, một là trọng dụng, hai là phải trừ bỏ luôn. Nếu không thì hậu quả khôn lường. Ngươi cười gì chứ? Đường đường là đại vương một nước, vậy mà lại phải sợ một thiên phu trưởng nhỏ nhoi sao? Lời này là ý gì? Chiến Dương nếu sợ sau khi tôi đi sẽ quay lại làm phản, vậy sao không đồng ý với lời từ chức của tôi? Bản Dương có nói là không đồng ý cho ngươi từ chức sao? Chiến Dương, Á Phụ và Tô Tiên Sinh đều không phải nói gì. Cho dù người này thật sự có giả tâm, thì Bản Dương cũng phải đợi tới khi hắn thành công rồi mới tiêu diệt hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Cứ như vậy đi, xuất chinh. Chiến Dương, Chiến Dương. La Phong, La Phong, La Phong, người đâu? Tham kiến nương nương. Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Bẩm nương nương, không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Vậy sao bản cung lại ngủ ở đây? Chẳng phải là nương nương vẫn ngủ ở đây sao? Không, tối hôm qua thật sự không có chuyện gì chứ? Rõ ràng ta nhớ là... Lẽ nào là ta nằm mơ sao? Nương nương, hôm nay Chiến Dương sẽ xuất chinh. Người xem... Mau thay áo cho ta. Dạ. Tham kiến nương nương. Chiến Dương hôm nay xuất chinh, mà sau đây không có ai vậy? Bẩm nương nương, đại dương đã xuất phát rồi. Đi rồi sao? Chàng đã không đợi ta. Ta lại quên mất. Trong lòng chàng vốn dĩ không hề có ta mà. Nương nương à, ở đây gió to lắm, chúng ta mau về thôi. Ta muốn đi dạo một mình một lát, ngươi cứ về trước đi. Nương nương. Nương nương, người mau đứng dậy đi.
Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Điều dân to gan, gặp nương nương mà không quỳ xuống à? Người chán sống rồi à? Thảo dân tham kiến nương nương. Ngươi là ai? Chiếc mặt nạ này, bẩm nương nương, hắn là người đưa rau tới. Vì mặt mũi hắn xấu quá nên mới đeo mặt nạ, để không làm cho nương nương sợ hãi. Nếu không, nô tài có tới hàng trăm cái đầu cũng không đủ nương nương chặt đâu ạ. Mau đi đi, đừng ở đây làm nương nương sợ hãi nữa. Dạ. Chiếc mặt nạ này quen quá, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. La Phong, La Phong, La Phong. La Phong. Tô tiên sinh, chiến dương vừa mới lên ngôi mà đã không coi ai ra gì, bán mạng cho loại người này quả thật không đáng. Thế nên tôi không sao. Chim khôn không chọn cành công, đó là chuyện thường tình. Với tình hình trước mắt, không chỉ để cậu thất vọng mà đến ta cũng thấy không an toàn. Cũng chẳng còn cách nào khác cả. Ta là sứ giả cho Tăng Dương phái tới. Nếu không, ta đã đi cùng cậu rồi. À đúng rồi, cậu đã có nơi nào để tới chưa? Ta định đi vào đất Thục đầu quân cho Hải Thiên. Ngài luôn nói ông ta là một minh quân, nên ta nghĩ ở chỗ ông ta, ta có thể tìm được bầu trời của mình. Được, như vậy cũng tốt. Cậu đi đường phải hết sức cẩn thận. Ta lo lão hồ ly Tiền Trung sẽ không dễ dàng tha cho cậu chạy đâu. Tô tiên sinh bảo trọng. Thiệu Huy xin cáo biệt. Hẹn ngày gặp lại. Cha ta đã nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ. Sao lại không thấy đâu nữa? Đi. Cô nương, cô có thấy một người đàn ông đi qua đây không? Tò gan. Tiểu thư nhà ta hỏi ngươi mà dám không trả lời à?
Cha ta bảo ta tới bắt Thiệu Huy, không được sát hại bách tính vô tội. Các người không thấy cô ta bị câm sao? Dạ. Vết thương nặng như vậy, lẽ ra phải ở gần đây mới đúng chứ. Chúng ta mau ra xung quanh tìm kiếm đi. Đi thôi. Là cô. Đừng động vào ta. Huynh không được đi. Bên ngoài có rất nhiều người đang đuổi bắt huynh. Ta thà bị bắt còn hơn là phải ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Huynh vẫn còn hận ta sao? Cô cười gì? Hận ta có nghĩa là yêu ta, không dám ở lại đây vì sợ phải nhìn thấy ta nói chuyện với người đàn ông khác. Ai nói chứ, ta không yêu cô. Ta đã không còn yêu cô từ lâu rồi. Vậy thì ở lại đây có gì đáng sợ? Cậu là cha của đứa bé sao? Cha ư? Đúng vậy. Tôi giống sao? Không phải là giống, mà là cậu với thằng bé trông như từ một khuôn đúc ra vậy. Cậu về rồi thì tốt, qua cô nương một thân một mình lại không thể nói được, phải đi bán qua để nuôi con. Đó cũng không phải là kế lâu dài đâu. Hơn nữa, nhà chỉ có đàn bà mà chẳng có đàn ông, vậy thì làm sao mà thành nhà được? Trong nhà này không có đàn ông sao? Cậu nói vậy là tôi không thích đâu. Qua cô nương là một cô gái đoan chính, làm sao có thể tùy tiện qua lại với đàn ông được chứ? Cậu à, lấy được qua cô nương làm vợ là phúc phận tu từ kiếp trước đó. Cậu không được đoán bừa đâu, không được nghi oan cho cô ấy. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Cậu phải đối xử thật tốt với cô ấy nhé. Cô
Bà ấy nói gì vậy? Bà ấy nói cô là người tốt, sẽ không tùy tiện qua lại với đàn ông. Nếu ta qua lại với đàn ông thì sao có thể để cho bọn họ nhìn thấy chứ? Bà ấy nói đứa bé giống ta. Con là của tôi, không liên quan gì tới huynh. Vậy cô hãy nói cho ta biết, tại sao cô lại tới đây? Cô ở Hoài Dương không phải ăn sung mặc sướng sao? Cô là tiểu thư khuê két, bao nhiêu công tử giàu sang theo gót còn không được. Là do trận quả quạng mà ta đã phóng đó sao? Huynh mau vào nhà đi, cẩn thận không bị bọn chúng nhìn thấy, sẽ liên lụy tới tôi đấy. Qua cô nương, cô xem đi, tôi mang gì tới cho cô? Huynh lại tới làm gì? Chẳng phải tôi đã nói là sau này huynh đừng mang thứ gì đến nữa à? Tôi cũng muốn nghe lời cô, nhưng mà tôi không thể chịu được. Hãy để tôi chăm sóc cho cô và đứa bé được không? Không cần. Qua cô nương, qua cô nương, nghe tôi nói đã. Qua cô nương, buông cô ấy ra. Huynh là ai? Cô cự tuyệt tôi chính vì người này sao? Xin lỗi, chỉ là tôi muốn anh ta bỏ cuộc nên mới làm vậy. Anh ta nghèo quá, không thể thỏa mãn được người yêu hư danh như tôi. Mau về đi. Đi thôi, đi thôi. Mau lên. Thưa bà con, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, sao mọi người về sớm vậy? Ngài nhìn thử mặt đất mà coi, đến cỏ còn không mọc được thì làm cũng vô ích thôi, thà về ngủ còn hơn. Nói là làm ruộng sẽ có cơm ăn, chúng tôi sắp chết đói tới nơi rồi, đang yên đang lành lại bảo làm trò chớ dẫn này. Đừng nói ăn cơm, bây giờ cần có rau cỏ mà ăn thì cũng đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Này mấy người, không biết tình trạng này mọi người đã nói với chủ nhân của mình chưa? Kẻ làm quan thèm quan tâm tới sự sống chết của chúng tôi à? Nói cũng vô ích thôi. Đi thôi, về nhà ngủ thôi. Đi nào, đi thôi. Cũng khó trách bọn họ. Chúng ta vào thục đã 3 tháng nay rồi, những hạt giống mà chúng ta trồng chẳng có động tĩnh gì. Chắc chắn là do đất ở đây, chỗ này từ trước tới nay chỉ trồng ớt và hoa quả. Những thứ người dân ở đây ăn đều là đổi của người trong trấn và trên núi. Không lại chúng ta thu lại chính sách lần trước, đổi trồng cái khác. Cứ đổi đi đổi lại cũng không phải kế sách lâu dài. Chúng ta cần phải tự cung tự cấp được.
Tử thư, ngươi đi xem sách, xem có cách gì không? Dạ. Chư thượng, thiếp thấy mở rộng đường rất quan trọng. Nếu hôm nay chúng ta không ra đây thì không thể biết nỗi khổ của bách tính. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Điều này không thể xem nhẹ. Có lý, chúng ta phải nghĩ thật kỹ, xem có cách nào không, để nỗi khổ của người dân được truyền tới thiên đình. Sao vậy? Nó đá thiếp. Đã ra ngoài lâu như vậy, chắc nàng mệt rồi. Chúng ta về thôi. Chàng vẫn nghiên cứu chuyện thổ nhưỡng à? Lạc Nhi, nàng xem, đây là những miêu tả về thổ nhưỡng. Từ thời thượng cổ, thần Nông Thị đã nói, trồng bất cứ thứ gì đều phải dựa vào phán đoán xem có hợp với thổ nhưỡng hay không. Nếu thổ nhưỡng không thích hợp thì phán đoán theo khí hậu bốn mùa. Ta nghĩ rồi, thổ nhưỡng ở đây không thích hợp để trồng lúa, chủ yếu là vì mùa xuân quá ẩm ướt. Nếu chúng ta đổi sang trồng vào mùa hạ thì chắc là sẽ khác. Mùa hạ nóng như vậy, hạt có nảy mầm được không? Không sợ, chúng ta có thể làm băng tuyết trên núi tan chảy thành nước, sau đó dẫn vào xung quanh ruộng, như thế sẽ hình thành một ao nước mát tự nhiên. Vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi. Đại dương đúng là đại dương, điều này mà chàng cũng nghĩ ra được. Nhưng thiếp thấy vẫn chưa được. Chàng xem đây là cái gì? Thật tinh xảo, đây là cái gì? Đây gọi là hộp ước nguyện. Chúng ta đặt nó ở mỗi con phố, sai người canh chừng. Về sau, nếu như dân chúng có chuyện gì khó khăn thì có thể viết lên thanh trúc, bỏ vào hộp. Sau đó nó sẽ trực tiếp tới tay đại dương vĩ đại của chúng ta. Chàng thấy cách này thế nào? Quả là cách hay. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Xem ra chúng ta phu sướng phụ tùy, nhất định sẽ khiến mảnh đất này trở thành tiên cảnh hoàng mỹ thôi. Huynh có chuyện muốn tìm muội thì tự nói là được rồi, cần gì phải nhờ người mua qua chứ. Ta sợ muội không đến, muội đến rồi cũng có thể đi. Muội đợi đã, muội có muốn người mình yêu bị bắt đi không? Anh ta chính là tội phạm đang bị truy nã. Muội ở cùng anh ta sẽ không hạnh phúc đâu. Quỳnh muốn thế nào? Hãy lấy ta. Nếu không, ta sẽ đi báo quan. Ta biết mình làm thế là rất bị ổi, nhưng ta dám khẳng định ta sẽ đem lại hạnh phúc cho muội hơn anh ta. Muội đồng ý. Quá tốt, quá tốt rồi. Không được, để đề phòng bất trắc, mình không thể để anh ta bình yên rời khỏi đây được. Quỳnh Quốc, nàng đi đâu vậy? Còn cứ khóc đòi nàng mãi đấy. Nói chuyện với thiếp như vậy, chàng không hận thiếp nữa à? Quỳnh Quốc, ta nghĩ rồi. Nàng làm sao có thể là loại người đó? Lúc đó có phải là nàng có nỗi khổ gì không? Hoặc là có ai ép nàng? Cũng có thể là... chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa. Uống rượu với thiếp đi. Thiếp nhớ là tử lượng chàng tốt lắm. Rượu ngon.
Sợi dây chuyền thiếp tặng chàng vẫn đeo chứ? Chàng phải nhớ, nó rất quan trọng, liên quan tới một bí mật rất lớn. Sẽ có một ngày chàng cần đến. Huỳnh Quốc, xin lỗi, sợi dây đó... Tiêu đại ca, chàng yên tâm, thiếp sẽ không để ai làm hại chàng. Còn những người truy sát chàng, thiếp sẽ làm bọn họ phải từ bỏ. Chàng hãy hứa với thiếp, nhất định phải hạnh phúc, nhất định. Trong rượu này có, ngủ đi. Chàng hãy ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ không sao rồi. Cô biết tung tích của người này đúng không? Đi theo tôi. Tiêu đại ca, thiếp đã nói với họ, ngày mai chàng sẽ tới chỗ thiếp. Đợi lúc bọn họ đến bắt chàng, thiếp sẽ phóng hỏa. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ thiếp là chàng. Như vậy, từ nay sẽ không ai đến bắt chàng nữa. Thiếp luôn cho rằng, cả đời này không có cơ hội làm gì cho chàng. Giờ có thể chết thay chàng. Thiếp thật sự rất vui. Muội đã gửi con ở nhà cô Chu, sao nó lại ở trong tay huynh? Muội thật sự yêu người đàn ông đó, thậm chí nguyện chết vì hắn. Muội không biết huynh đang nói gì, mau đưa đứa bé cho muội. Ta luôn theo dõi muội. Muội nghĩ ta không biết muội định làm gì à? Nhìn thấy muội đưa hắn lên thuyền, nhìn thấy muội đến bản cáo thị, nhìn thấy muội cửa đứa bé cho cô Chu. Rốt cuộc hắn là ai mà xứng đáng để muội làm vậy? Huynh ấy là cha đứa bé, cũng là tình yêu cả đời của muội. Muội biết huynh tốt với muội, ân tình của huynh kiếp sau muội sẽ báo đáp. Muội xin huynh hãy để muội làm vậy. Hoặc cô nương, muội tỉnh đi. Người đó từng giết bỏ muội, anh ta không đáng. Không phải, huynh ấy chưa bao giờ giết muội, là muội không muốn trở thành gánh nặng của huynh ấy, là muội buông tay để huynh ấy được tự do. Các đại ca, xin huynh đó, hãy coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của muội. Không, huynh không thể để muội làm thế. Sáng sớm ngày mai, kiệu qua sẽ đến. Nếu mang về một chiếc kiệu rỗng, thì con của muội sẽ rất thảm đấy. Thảm như thế nào, muội có thể tưởng tượng ra. Về sau, chỉ cần huynh nhớ đến muội,
huynh sẽ vô cùng đau đớn. Huynh mà đau đớn thì cũng không để cho nó an lành đâu. Huynh bảo đảm, huynh sẽ đem những đau khổ do muội gây ra trút hết lên đầu của nó. Không không, đừng như vậy. Rốt cuộc nên làm thế nào? Muội tự mình suy nghĩ đi. Đừng, đừng như vậy mà. Đừng. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Hoa Khuynh Quốc, nàng nói nàng muốn thành thân, sợ ta gây trở ngại ư? Không đúng. Mấy ngày nay không hề thấy một người đàn ông nào ở cạnh nàng ấy. Lẽ nào nàng có nỗi khổ gì không thể nói ra chứ? Tiêu Huy, Tiêu Huy, người đúng là hồ đồ rồi. Bị lừa một lần mà còn tin người đàn bà đó. Khởi kiệu. Tiêu đại ca, xin lỗi, thiếp nuốt lời rồi. Thiếp không thể dương mắt nhìn con chúng ta chịu khổ, nên thiếp chỉ còn biết khẩn cầu ông trời thương lấy chúng ta, phù hộ cho chàng bình an. Sao chị? Thế này là... Dừng cho ta. Cô... Hoa cô nương, Trác Tu Tài bảo tôi ở đây đợi cô. Cậu ấy nói dưa xanh cố hái sẽ không ngọt. Cậu ấy không muốn làm trái ước nguyện của cô. Đây là thứ cậu ấy bảo tôi chuẩn bị cho cô. Trong này có quần áo của cô, có tiền. Cậu ấy nói căn nhà hồi trước đã bị quan binh để ý, bảo cô đừng quay về đó nữa, đi nơi khác mà kiếm sống thì hơn. Đừng cảm ơn tôi, có cảm ơn thì nên cảm ơn Trác Tú Tài đó. Cậu ấy đối với cô thật tâm thật ý đấy. Đại tiểu thư, đại tiểu thư xem, bên trong có một người. Liệu có phải là Tiêu Huy không? Hoa Khuynh Quốc, đừng nghĩ chỉ có muội mới biết yêu thật sự. Huynh cũng vậy. Huynh không mong sau này muội sẽ nhớ đến huynh, chỉ hy vọng sau này muội sống tốt. Huynh ở trên trời sẽ phù hộ cho muội.
Sao, đã bắt được Tiêu Huy chưa? Bắt được rồi. Nhưng hắn đã chết. Ta không cần biết sống hay chết. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Đây là cái gì? Lúc bọn con đến nơi, lửa đã bốc lên rất to. Nhưng làm sao con biết chắc đây chính là Tiêu Huy? Chắc là vậy. Nếu không anh ta sao lại ngồi trong lửa chờ chết? Lần này thì tốt rồi. Còn làm cha ăn không ngon ngủ không yên. Đại tiểu thư, cái xác này tính sao? Lôi ra ngoài, bước đi. Muốn ta ăn không ngon ngủ không yên sao? Được được, mang ra ngoài. Dạ. Đại ca, huynh cho phủ chúa thượng nhiều lương thực như vậy, ở nhà còn đủ ăn không? Đủ đủ, cảm ơn đại dương đã lo nghĩ cho chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua thời kỳ khó khăn. Giờ lương thực ở nhà tôi cao đến tận nóc nhà rồi. Vậy thì tốt. Đại ca, đại ca, huynh xem, đây là hộp ước nguyện của chúng ta, đã 3 tháng rồi, không ai nhét thẻ trút vào. Xem ra cuộc sống của dân chúng có vẻ tốt. Hay là chúng ta bỏ nó đi nhé. Bàn Dạng, có que lửa ở đó chứ? Mọi người mau ước đi. Tôi tiên sinh phái người đến, ta vào trước nhé. Người chính là Tiêu Quy. Đúng thế. Phạm là người Tô tiên sinh tiến cử, nhất định không phải người thường. Tiểu Dương nhất định sử dụng tốt. Chỉ là bây giờ những chức quan trọng trong phủ đều đã có người đảm nhận rồi, nhất thời không tìm ra chức vị nào tốt hết. Hay là thế này, người đến kho lương giúp Tiểu Dương tính toán lương thảo. Người đừng xem thường chức quan lương này. Tục ngữ nói tam quân chưa đi, lương thảo đi trước. Tiêu huynh đệ, gan của ngươi chắc không nhỏ đâu. Tạ ơn chúa thượng. Bàn Dạng, ngươi dẫn quan lương đi nghỉ trước đi. Dân, mời bên này. Đại ca, Tiêu Huy là một nhân tài, sao huynh có thể? Đệ có nghe nói về chuyện của Tiêu Quy chưa? Hắn từng vì một nữ nhân mà chịu sỉ nhục lớn. Một kẻ nhu nhược như vậy giữ lại để coi như nể mặt Tô tiên sinh rồi. Đại ca, được rồi, không cần nói nữa. Chủ ý của ta đã quyết. Chúng ta ra ngoài cùng vui với dân thôi. Đại ca, các ngươi đợi một lát, đợi một lát. Sao thế? Không phải ta dặn các ngươi suất cao lương ngọc mễ này phải đặt riêng ra sao? Như thế mới dễ tính. Tiêu đại nhân, trước giờ chúng tôi đều làm như vậy. Ngài xem, đã thành đống thế này rồi, rất khó điều chỉnh.
hay là đợi năm sau thu hoạch sẽ đổi theo quy tắc của ngài vậy? Không được, lương thực không giống nhau thì thời gian bảo quản cũng không như nhau được, nhất định phải theo quy luật, như vậy mới không bị lãng phí. Thế này đi, mọi người hãy dọn dẹp trước đã. Nhưng chúng tôi còn phải sửa sang sổ sách nữa, trong thời gian này không đủ người đâu. Đúng vậy đó, đã mười mấy ngày rồi, sao vẫn chưa sửa xong sổ sách chứ? Các người có làm theo cách ta nói không? Dùng công thức tính toán tổng lượng và phân lượng lương thực. Công thức này của Tiêu đại nhân có phần phức tạp, hơn nữa cũng không biết có đúng hay không. Đúng thế, tôi thấy vẫn nên sử dụng cách tính điểm cho đảm bảo. Chuyện sổ sách cứ để ta thu xếp. Hôm nay mọi người hãy xử lý tốt cái này đi. Tranh thủ thời gian đi. Tiểu đại nhân đi từ từ. Đại nhân đi nhé. Được rồi, cậy hắn ta nói gì. Tiếp tục chuyển đi, tiếp tục chuyển. Làm xong sớm về sớm. Xin chào Tiêu đại nhân. Chào Tiêu đại nhân. Sổ sách này ta đã thu xếp xong rồi, mọi người hãy xem đi. Bên trong thế nào rồi? Phía trong. Mở ra xem thử. Không phải chứ. Nhìn thấy không? Sổ sách này chúng ta là một tháng vẫn chưa xong. Hắn ta chỉ trong một đêm đã xong rồi. Tôi đoán hắn nhất định là ứng phó qua loa thôi. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi. Dựa vào cái gì mà được làm công việc của chúng ta chứ? Nếu sổ sách này mà đúng, ta sẽ đi đầu xuống đất. Vậy người nói sổ sách này có nên cho vào kho không? Đương nhiên là không rồi. Lỡ xảy ra sai sót, chúng ta có mấy cái đầu đây. Đúng vậy. Vậy phải làm sao? Không phải ngươi vừa nói không đủ củi đốt sao? Loại sưởi ấm nữa nhỏ quá. Vừa hay, được lắm. Ta nói mọi người dọn dẹp trong ngày. Các người làm gì thế này? Tiêu đại nhân, công việc này cần phải cẩn thận tỉ mỉ, không phải là tùy tiện vẽ ra vài nét là có thể làm đối phó được đâu. Tiêu đại nhân, ngài có thể không sợ, nhưng chúng tôi lại sợ rơi đầu. Đúng thế, chúng tôi không như Tiêu đại nhân. Đã trải qua nhiều phong ba, chết đi sống lại, không sợ gì nữa. Người đâu? Mau bắt hai tên vô pháp vô thiên này lại cho ta. Không có lệnh của ta, không được phép thả ra. Dân Tiêu đại nhân, sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Các người không tuân theo quy pháp là tội thứ nhất, tự ý đốt sổ sách trong quan là tội thứ hai, ỷ lớn hiếp bé là tội thứ ba. Ba tội này không thể tha thứ. Ngươi nghĩ người là ai chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên hèn mà thôi. Đưa đi. Chủ thương nhất định sẽ làm cho chủ chúng ta mà. Tiêu Quyên, ngươi cứ chờ mà xem. Chủ thương cứu mạng. Những thứ này đưa sang bên đó. Tiêu đại nhân, còn phải chuyển cái này đến bao giờ? Trước đây chưa bao giờ phải mệt thế này. Trước đây là do bạ đau nhất đấy, vì thế bây giờ mới phiền phức như vậy. Sau này nếu đặt theo sắp xếp của ta sẽ không như vậy nữa. Cũng muộn rồi, giờ tôi vẫn đang đợi tôi về ăn cơm. Đúng thế, chúng tôi làm thuê chứ không phải là nô lệ. Chỉ có chút tiền mà phải làm nhiều thế này, thật không công bằng chút nào cả. Cũng không hẳn là thế.
Các huynh đệ mới làm có 2 ngày, hãy cố gắng chút nữa, coi như vận động chút. Được rồi, mọi người đều có thể về. Ai thả 2 người ra vậy? Ai thả ra? Đương nhiên là chủ thượng rồi. Chủ thượng nghĩ cho mọi người đã vất vả, các chị đều có thể về rồi, mau về thôi, về thôi. Đợi đã, đợi đã. Người hãy để dành sức đi, không ai nghe người nói nơi đâu. Cũng chỉ là một tên nhu nhược mà thôi. Chủ thượng, đại sư đã ra chưa? Đứa trẻ trong bụng con dâu ta rốt cuộc là trai hay là gái? Thiên linh, linh địa, linh linh, Phật viết thiên phong thần đồng. Đại cát, đại cát, thần đồng à? Vậy nghĩa là hải gia chúng ta có một người nói giỏi rồi sao? Xin tạ ơn trời đất, hải gia chúng tôi xin cảm tạ các vị thần linh. Lạc Nhi, nàng nghe thấy chưa? Là con trai đó. Thật ra trai hay gái đều như nhau. Nếu là gái chàng sẽ không thương nó sao? Thương thương, tất nhiên là thương như nhau rồi. Có điều đại dương phải cẩn thận. Theo lý mà nói, đứa trẻ này đẻ ra phải tử khí trên người, nhưng tiểu nhân lại thấy ở đây là hoàng khí. Hoàng khí là không tốt sao? Chỉ có đứa trẻ đứng trên 100 người mới mang hoàng khí. Cũng có thể là tiểu nhân nhìn lầm. Ta thấy cũng có thể là như vậy. Nó không chừng đứa trẻ này chính là có phúc phận đây. Cha, cha nói sao à? Câu này của cha mà truyền ra ngoài, người ngoài nghe lại tưởng Hải Thiên không an phận, tôi thần. Đúng đúng, cha già rồi nên hồ đồ. Già rồi nên hồ đồ. Đại sư, mời ngài theo tôi vào trong, giúp tôi tính toán phong thủy. Được, được. Nào đại sư, xin mời. Khởi bẩm chủ thượng, quản lương quan Tiêu Quy xin cầu kiến. Ta đang bận. Nói hắn để lần sau đi. Ngài ấy nói hôm nay nếu không gặp được chủ thượng sẽ không về. Quốc sự làm trọng, cho quân ấy vào đi. Dân. Tham kiến chủ thượng. Có chuyện gì? Hai tên lương quan ở kho lương thực vô thiên vô pháp, tuyệt đối không thể tha. Nếu không chuyện này ta đã biết rồi. Đều trách bọn họ không quản lý tốt sổ sách. Nếu quân đã có thể xu xếp trong một đêm, vậy quân hãy làm lại lần nữa đi. Cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Quân cũng có việc để làm, nhưng bọn họ không nghe theo lệnh. Vậy còn phải xem lệnh của quân có phù hợp với quy tắc không đã. Ví dụ như di chuyển các kho lương thực lớn như vậy, đừng nói bọn họ không làm, đến cả tạp dịch cũng không phải buông lời quán trách. Thần làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho chủ thượng. Người không biết vì kho lượng lộn xộn mà lương thực năm trước trong kho đã bị hỏng mấy 500 cân rồi không? Số gạo vừa mới hết đã hết. Gạo cống nạp Trần Quốc càng ngày càng nhiều. Được rồi, không sao đâu. Năm tới thu hoạch tốt bù lại sao là được. Ta đang bận, ngươi lui ra đi. Lạc Nhi, đi nào. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Quynh làm gì vậy? Tử thư Quynh, ta biết Quynh coi trọng ta, nhưng chủ thượng căn bản không tin ta. Ta lưu lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Quynh hãy để ta đi thì hơn. Chủ thượng không biết tình hình thế nào. Sáng ngày mai ta sẽ nói rõ với Quynh ấy. Quynh ấy nhất định sẽ xử lý công bằng thôi. Thôi, ở đây làm quản lương không phải là chí hướng của ta, cũng không nên làm liên lụy đến Quynh nữa. Tử thư Quynh, hẹn ngày tái ngộ. Tạm biệt. Sao Quynh bỏ cuộc nhanh vậy?
Thật không giống Tiêu Quy mà muội muội quen biết. Nương nương. Nương nương à, muội và Tử đại ca đều biết Huynh là một kỳ tài, nhưng người khác lại không biết. Nếu Huynh đến cả một chức quản lương nhỏ mà cũng không làm tốt, thì Huynh làm thế nào để chứng minh cho người khác thấy tài năng của mình? Dù là làm gì đều cần phối hợp của mọi người. Nếu mọi người đều phản đối muội, dù có tài năng cũng không làm được gì, cũng không phải là nơi dụng võ của anh hùng. Vậy Huynh không từng nghĩ tại sao mọi người lại phản đối Huynh sao? Ta, thứ nhất, Huynh đột nhiên bắt mọi người phải làm việc nhiều hơn, lại không nói rõ nguyên nhân, như vậy mọi người sao có thể phục được? Thứ hai, các công thức tính toán sổ sách của Huynh căn bản không ai có thể hiểu được. Huynh lại làm thế nào khiến mọi người cảm thấy cách này đáng tin? Thứ ba, có lúc muốn người khác tin Huynh chỉ dựa vào lời nói thôi không đủ, còn phải làm thật nữa. Những điều này nói ra thì dễ, nhưng nếu làm một mình ta không thể làm nổi. Một mình ta có thể sắp xếp sổ sách, nhưng kho lương lớn như vậy sao ta có thể thu xếp được đây? Ai nói Huynh phải làm một mình? Chúng ta có ba người mà. Tử thư Huynh nói đúng không? Không chỉ ba người, các gia nhân trong nhà ta cũng có thể giúp. Sao hả? Huynh có lòng tin không? Ngũ cốc đặt sang bên kia. Hai người đi theo ta. Mọi người hãy sắp xếp trước đã. Chủ thượng, Dương Phi đâu? Thưa chủ thượng, Dương Phi có việc phải đi rồi. Dương Phi dặn dò tối nay sẽ về muộn. Vậy các ngươi lui đi. Tuân lệnh. Đại Dương làm bá chủ một phương, theo lý mà nói trên người đứa trẻ này phải có tử khí mới phải, nhưng tiểu nhân nhìn thấy hoàng khí. Hoàng khí? Hoàng khí? Lẽ nào? Không, chắc không đến nỗi như thế. Chủ thượng, đang đi đâu vậy? Sao trông có vẻ mệt mỏi thế kia? Muội cùng Tử đại ca giúp Tiêu Quy sắp xếp lương thực. Ta thấy rất ghét cái tên Tiêu Quy này. Sao mọi người ai cũng gần gũi hắn vậy? Thượng chủ ghét Tiêu Quy có lẽ là do Quynh ấy đã từng chịu nhục. Đừng quan tâm, đó chỉ là hành vi cá nhân, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tài hoa và mưu lược của Tiêu Quy. Theo tiếp, Tiêu Huy là một nhân tài, Quynh ấy quản lý lương thực rất tốt, hơn nữa còn tiết kiệm được rất nhiều. Được rồi, ta mới chỉ nói được một câu mà nàng lấp một tràng. Chẳng qua hắn chỉ là một tên quản lương, nếu như hắn làm tốt thì để hắn làm. Được rồi, chúng ta đi nghỉ sớm thôi. Thiếp thấy Tiêu Huy lần này là một nhân tài, để Quynh ấy làm quản lương quả là lãng phí nhân tài. Nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để sau hãy nói. Được, vậy thiếp gọi người thay chủ thượng dọn dẹp thư phòng. Sao ta lại ngủ ở thư phòng nữa vậy? Vì thiếp mang thai không tiện, Huynh chịu khó chút. Ta chỉ muốn bên cạnh nàng, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu. Thiếp biết, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà. Bây giờ chịu khó một chút. Được,
đã mặc giày cầu xin mà vẫn không được ngủ lại. Vậy ta về thư phòng đi. Chủ thượng, sao hả? Thay đổi ý kiến rồi à? Có phải chàng đã lấy đồ của thiếp không? Ta lấy ngọc bội này không hợp với nàng. Hơn nữa con bướm này tự tay ta khắc, nàng không thích. Thiếp rất thích. Nhưng nàng thích miếng ngọc bội hơn đúng không? Miếng ngọc ấy rất sáng, bỏ đi rất tiếc. Ngoài miếng ngọc này ra thì thật ra nàng còn thứ gì trông nở không nỡ dứt đi. Chủ thượng, ta ném nó đi rồi. Ta không thích muội đem miếng ngọc này, cho nên ta đã dứt nó trên đám rêu trước cửa rồi. Chủ thượng, Dân Cuồng, huynh quá là may mắn. Giang sơn là của huynh, đất đai là của huynh, ngay cả trái tim của Lạc Nhi cũng là của huynh. Không thể được, huynh không thể có tất cả mọi thứ như vậy được. Huynh sẽ có một ngày ta sẽ cướp đoạt hết những thứ mà huynh đang có. Ta thề. Nói hay lắm. Muội hoàn toàn hiểu được tâm trạng của huynh lúc này. Vì nếu như Lạc Nhi đã làm huynh tổn thương như thế nào, thì huynh làm tổn thương muội như vậy. Nhưng muội không quan tâm, vì muội và huynh đều ngu ngốc như nhau. Rốt cuộc muội muốn gì? Chẳng phải muội đã nói rất rõ cho huynh rồi sao? Ta không thích muội. Từ trước đến giờ trong tim ta không hề có muội. Muội không muốn thế nào hết. Muội chỉ muốn nói cho huynh biết, Lạc Nhi đã nói rất rõ ràng, tỷ ấy không thích huynh. Từ trước đến giờ trong tim tỷ ấy không hề có huynh. Điểm khác biệt duy nhất của hai người là huynh nói ra, còn tỷ ấy dùng hành động. Chủ thượng quá si tình, chủ thượng quá đáng thương. Vì sao trong mắt huynh chỉ có duy nhất Lữ Lạc? Chỉ cần huynh để ý xung quanh, trên thế giới này còn rất nhiều nữ nhân rất tốt. Muội to gan lắm. Ta thấy muội sống đủ rồi đấy. Đúng vậy, muội sống đủ rồi. Từ lúc muội gặp huynh ở phủ thái quý, muội đã không muốn sống rồi. Thích Thủy Băng muội từ trước đến giờ là đối tượng theo đuổi của nam nhân, nhưng muội chưa bao giờ để mất. Nhưng sao ông trời lại cho muội gặp huynh? Hải Thiên, muội nói cho huynh biết, từ trước muội đã không muốn sống cuộc sống bi thảm như thế này. Nếu có thể, huynh hãy giết chết muội đi, giết muội một cách giải thoát đi. Vì sao mọi người lại không nhìn thấy những người đối xử tốt với mình? Vì sao mọi người lại thích chọn những người làm mình tổn thương?
Muội ghét chính mình như vậy đấy. Muội ghét huynh như thế này. Muội ghét. Huynh hãy nhìn cho rõ, muội là thích Hỷ Băng. Muội không muốn là vật thay thế cho người khác. Muội yêu huynh, nhưng không có nghĩa là muội là người phụ nữ tùy tiện. Nếu như ngày nào đó huynh chấp nhận yêu muội, vậy lúc nào muội cũng là người của huynh. Là ông sao làm ta giật cả mình? Không phải ta nói với ông sao, nơi này tai mắt nhiều, ông không nên tùy tiện đến đi tìm ta. Trời tối như vậy rồi còn có ai đến nữa? Ta đã chiếu theo như phân phó của cô nương, nói với lão gia tử, nói ở đây nhất định phải sinh con trai, còn nhất định phải nạp thiếp. Làm tốt lắm. Chỉ một câu làm tốt lắm là hết rồi sao? Thù lao của ta đâu? Ông không cần vội như thế có được không? Đợi ông làm xong hết mọi chuyện, ta sẽ đưa thù lao cho một thể. Ta không thích như vậy. Ông không tín nhiệm ta sao? Chúng ta quen biết nhau cũng được bao lâu? Ngày mai ông đi nói với lão thái gia, sinh thần của bà ấy và Dương Phi trùng nhau. Nếu như cùng nhau tổ chức thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể bà ấy. Ta không dám nói như thế đâu. Nhìn bà ấy còn khỏe mạnh như vậy, muốn thân thể bà ta không tốt cũng không phải là chuyện khó. Cho ít thuốc vào thức ăn của bà ta là xong ngay mà. Ta bây giờ rốt cuộc đã hiểu. Đúng như vậy, thế nào gọi là lòng dạ đàn bà độc ác nhất đấy. Ông mau đi đi. Sao Quỳnh lại đến đây? Muộn thế này rồi, huynh còn chưa phải về phủ sao? Huynh đúng là cúc cung tận tụy. Dừng lại đi. Huynh nói gì vậy? Muội biết ta đang nói gì mà. Lẽ nào muội muốn ta nói trước mặt chủ thượng sao? Tử thư đại ca, ta biết bình thường là ta không hiểu chuyện. Ta cũng biết huynh đối xử với ta rất tốt. Không bằng huynh đến phòng ta, ta pha trà đền tội với huynh có được không? Đừng để ta xem thường muội. Được. Quỳnh muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Cứ để ta bị nhốt, bị đánh, bị giết đi. Dù sao cái mạng này của ta cũng chẳng giá trị gì. Cho dù có chết cũng chẳng ai để ý. Lần này ta không truy cứu nữa, nhưng ta hy vọng không có lần thứ hai. Dương Phi đối với muội không tệ, làm người thì phải biết mang ơn. Tử thư chết tiệt, lần nào cũng làm hỏng chuyện lớn của ta. Ngươi làm gì vậy? Trong phủ của chủ thượng bị mất một món đồ quý. Ta được lệnh đến tra xét. Tra đi, tra đi. Tra xong thì mau đi cho ta. Ta còn phải ngủ một chút, không thì chiều nay sẽ không có tinh thần cùng lão gia tử đi ngắm phong cảnh. Lục soát. Tang vật ở đây còn dám chối hả? Người đâu, dẫn đi. Không đúng, đây không phải là do ta lấy, không liên quan gì đến ta cả. Oan uổng quá.
Đi, ta bị quan mà, nhất định là có người vô quan cho ta. Cứu mạng quan uổng quá. Lạc Nhi, là muội à? Mấy ngày nay cứ bận ra ra vào vào, không để ý nhiều đến tỷ, cho nên muội đến thăm tỷ đây. Sao vậy? Có tâm sự gì à? Muội nói xem. Càng ngày ta càng không hiểu được chủ thượng rồi. Ta hiện giờ đã ở bên cạnh chàng ấy, chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội mà chàng ấy cũng không bỏ qua. Chẳng lẽ trong lòng ta không thể có một nơi thuộc về mình sao? Nam nhân chính là như vậy. Bọn họ có thể không trung thực, nhưng nhất định phải bắt nữ nhân của mình trung thực với mình. Bình thường không phải đều là như vậy sao? Nhưng chủ thượng đối với ta rất tốt. Từ trước đến nay chàng ấy đều không có thêm một nữ nhân nào khác. Chính là bởi vì huynh ấy có một lòng dạ với tỷ, nên huynh ấy mới không thể chịu được cho tỷ một dạ hai lòng. Ta không có một dạ hai lòng, ta chỉ là muốn lưu lại một chút hồi ức, chỉ cần phải xem huynh ấy nghĩ thế nào nữa chứ. Nghe nói gần đây tỷ còn không cho huynh ấy vào phòng. Là nghe theo lời muội đó. Nữ nhân khi hoài thai thì không được cùng nam nhân ở chung một phòng, sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Nói thì là như vậy, nhưng chủ thượng rốt cuộc cũng là một nam nhân. Tỷ muốn một người nam nhân một năm không được đụng đến nữ nhân, có phải là làm khó cho người ta quá rồi không? Vậy thì phải làm sao? Người như chủ thượng nên nạp thêm một hai thiếp thức. Không được. Một biết con người ta ghét nhất là nhất phu đa thê. Như thế đối với bất kể nữ nhân nào đều là không công bằng. Cũng không phải là tùy tiện tìm một nữ nhân ở bên ngoài. Tỷ có thể tìm một người mà tỷ tin tưởng. Được rồi Hữu Băng. Vậy sao không cần nói những chuyện này với ta nữa? Muội có biết mẹ ta cũng chính là vì nạp một người thiếp cho cha ta, kết quả chính mình lâm vào bi kịch. Địa vị của nữ nhân trong gia đình có quan hệ rất lớn đến việc cô ta sinh con trai hay là con gái. Đến thầy đoán tướng cũng nói tỷ mang thai là con trai, vậy tỷ còn sợ cái gì? Thầy đoán tướng đó là kẻ lừa gạt. Đúng như vậy đó, ông Tam trộm đồ trong phủ đã bị Tử đại ca bắt lại rồi. Cái gì? Muội làm sao vậy? Không có gì. Hoa này thật là đẹp. Nếu muội thích thì cứ cầm đi. Muội cũng biết ta không thích mấy thứ này mà. Đa tạ Dương Phi. Các tỷ muội nhìn xem, thích cô nương, ta đem đến cho các tỷ muội thứ gì đây? Những bông hoa này đều là mua trên phố, nghĩ rằng rất hợp với các tỷ muội để tặng cho mọi người đấy. Đẹp quá. Thích cô nương thật là tốt, lúc nào cũng thưởng cho chúng tôi. Không như Dương Phi, trừ dịp lễ Tết ra thì chẳng có thêm chút thưởng nào. Đúng vậy, nếu như thích cô nương là chủ tử của chúng tôi thì tốt quá. Không được nói lung tung, mọi người tự chia nhau đi nhé. Muộn chút ta lại đến tìm mọi người. Được, cảm ơn thích cô nương. Nghe nói thừa tướng lập được công bắt trộm, thật là đáng chúc mừng. Làm việc nhỏ mà không cần tốn nhiều công sức, chỉ phạm một tội danh nho nhỏ mà phiền đến cả thừa tướng ngài tự tay đi bắt, đúng là phí nhân tài quá đi. Muội đang trách ta hả? Ta nào dám. Nhưng ta nói cho huynh biết, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì mục tiêu của ta là nữ nhân của huynh đấy. Muội tốt nhất nên dừng lại đi. Có biết là muội đang đùa với lửa hay không? Ta có thể giúp muội một lần, nhưng ta không thể giúp muội cả đời được. Ta biết huynh là không nỡ xuống tay. Được rồi, làm xong rồi. Sao hôm nay chuyển xong nhanh vậy? Chính là sớm hơn trước cả nửa ngày. Đây đều là do biện pháp của Tiêu đại nhân tốt.
Quỳnh ấy bảo mọi người phân loại lương thực ra, sau này xuất nhập kho đều không phải kiểm tra nữa, đỡ cho mọi người bất công. Thế này không phải là nhẹ nhàng hơn sao? Thì ra là như vậy. Tiêu đại nhân trước đây được trách chúng tôi không hiểu chuyện, suýt nữa là trách ngài lầm rồi. Vậy nên sau này mọi người phải nghe lời Tiêu đại nhân. Dạ. Được rồi, lùi xuống hết đi. Đi đi, đi thôi. Tham kiến Dương Phi, tham kiến Tử Thừa Tướng. Các người tính toán xong hết cả chưa? Đều xong hết rồi ạ. Không tính sai gì chứ? Tuyệt đối không tính sai ạ. Vậy đọc lên ta nghe thử xem. Tất cả gạo trong kho 8.1945 bao, cao lương 3.7946 bao, lạc 100 bao, đậu đỏ 2.000. Người đọc chậm quá. Quynh đọc đi. Đậu xanh 5.340 bao, gồm 2 dạng, ngũ cốc 10 dạng 7.200 bao, những loại khác vào khoảng 300. Thế nào? Quynh ấy tính không sai đấy chứ. Hà Quang đáng chết, Hà Quang đáng chết. Tiêu đại nhân, thực tế chứng minh phương pháp của Quynh là đúng. Thủ hạ của Quynh thì Quynh tự xử lý đi. Dạ. Thừa tướng, đối với những người làm trái luật lệ thì phải xử lý ra sao? Làm thế nào thì xử thế đấy. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân, tha cho chúng tôi đi. Tiêu đại nhân, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn đâu. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi không dám nữa. Tiêu đại nhân à, ta thấy họ cũng biết hối cải rồi. Nương nương, chuyện này không thể được. Nếu lần này nương ta cho họ, vậy sau này ta ở trong kho làm sao còn có uy tín nữa đây? Đại nhân, Tiêu Quy, ta muốn hỏi Quynh một chuyện, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Nương nương cứ hỏi. Sao Quynh lại đến Thục Trung? Chiến Dương thật sự làm Quynh thất vọng như vậy sao? Đúng vậy. Dân cuồng, người này bảo thủ cố chấp, không xem ai vào mắt, cho rằng một mình là có thể khống chế cả thiên hạ. Người như thế không đáng để ta đi theo. Nếu hôm nay ta còn ở bên cạnh hắn, chỉ có thể có hai kết quả. Một là không bao giờ được trọng dụng, cứ như vậy sống qua ngày. Hai là vì hắn tự trận nơi xa trường, lưu lại ô danh ngàn đời. Nghiêm trọng như vậy sao? Những lời này đều từ đáy lòng. Tiêu Quy cũng mạo muội hỏi nương nương một câu. Giữa nương nương và Chiến Dương có căn nguyên gì sao? Ta và Quynh ấy đã từng yêu nhau. Tiêu Quy lại to gan hỏi nương nương một câu nữa. Nếu như Chiến Dương vẫn hống hách ngang tàn như vậy, quần hùng bốn phương nổi dậy, nương nương sẽ đứng về bên nào? Nếu như là Quynh thì sao? Quynh sẽ đứng về bên nào? Nếu như ta là nương nương, ta nhất định sẽ lấy thiên hạ làm trọng. Có điều, có điều làm sao? Có điều nương nương là nữ tử, nữ tử thường sẽ bị cảm tình chi phối. Nghe người nói có vẻ rất xem thường nữ tử. Không dám. Thật ra có nhiều lúc nữ nhân còn có thể gánh vác nhiều hơn nam nhân. Chủ thượng, chủ thượng, bụng nặng to như vậy không nghỉ ngơi ở trong phòng, đi ra đây làm gì? Thiếp ra kho lương thực xem, thấy lương thảo còn rất nhiều. Chàng nói xem chúng ta có nên đem một chút ra chia cho bách tính. Những bách tính ở đây đều tự cung cấp, bọn họ không phiền đến chúng ta phải lo lắng đâu. Lúc đánh trận lương thảo rất quan trọng, cho nên nhiều một chút cũng không sao. Sao? Chủ thượng còn muốn đánh về Binh Đô nữa sao? Ta cũng không muốn, nhưng chưa chắc người khác đã muốn bỏ qua cho ta. Chuẩn bị một chút cũng là việc nên làm. Được rồi, ta còn có việc nên đi trước đây. Nàng cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Bàn vàng, chủ thượng gần đây có chuyện gì vậy? Đi sớm về muộn, các người dạo này bận gì vậy? Nương nương à, nam nhân mà, thỉnh thoảng ra ngoài mua vui có gì đâu. Đại ca, đợi đệ với.
Nương nương, không sao, huynh về trước đi. Nhớ lần sau đừng coi ta là nương nương nữa, coi ta là Lữ huynh đệ trước đây là được rồi. Nương nương, nương nương, người không sao chứ? Nương nương, người lại không ngủ. Ta ngủ không được. Chiến Dương rời khỏi đây hơn một tháng rồi hả? Có tin tức gì của chàng không? Nô tỳ nghe người trong triều nói quân đội của Chiến Dương thể như là trẻ tre, trong chớp mắt đã phá rất nhiều thành trì của Hung Đô. Chắc là sắp về rồi. Về thì tốt. Về thì tốt. Bất luận hắn ta có về hay không, nơi này rốt cuộc cũng chỉ có mình ta và bốn bức tường. Ta còn đợi cái gì nữa? Ngóng cái gì nữa? Nương nương, nương nương, nương nương, người đừng như vậy. Đợi Chiến Dương trở về, chúng ta cùng nhau lấy lòng Chiến Dương. Chiến Dương nhất định sẽ đối tốt với người mà. Báo ứng. Báo ứng. Đây là báo ứng. Nương nương, lúc trước đều là người khác phải lấy lòng ta. Ta là coi quân ấy không ra gì. La Phong, huynh có thấy không? Đây chính là báo ứng. Nương nương à, Lục Thúy, ngươi từng hầu hạ qua La Phong, ngươi nói cho ta biết một chút chuyện của La Phong được không? Nô tỳ chỉ là hạ nhân tiếp xúc với công tử không nhiều, chỉ nhớ công tử đối hạ nhân rất tốt, cũng không bao giờ nóng nảy. Nô tỳ nhớ có một lần người đón sinh nhật, nô tỳ làm mất quà sinh nhật nương nương tặng người. Lúc đó nô tỳ sợ đến nỗi không còn nghĩ đến việc, chỉ còn nghĩ đến việc treo cổ mà thôi. Công tử lại không hề trách phạt nô tỳ, còn trấn tĩnh nô tỳ không cần lo. Quỳnh ấy đón sinh nhật vào lúc nào? Phải rồi, nói ra mới nhớ, ngày kia chính là giỗ của công tử rồi. Lục Thúy, ngươi trộm xuất cung mời một nữ du về đây cho ta. Ta muốn bà ta làm phép ở trong cung cho La Phong. Dạ. Thiên linh linh, địa linh linh, thần tiên các nơi mau hiển linh về đây. Nương nương đã làm phép xong rồi. Tiểu nhân cáo lui. Đợi một chút. Nương nương còn có gì phân phó? Ta nghe nói có loại du thuật có thể chiêu hồn, có thể nói chuyện với người đã khuất. Chiêu hồn à? Đây là phạm vào đại cấm kỵ. Thưa nương nương, sẽ bị trừng phạt đấy. Chuyện này không thể. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Ta chỉ muốn biết huynh ấy sống có tốt hay không thôi. Sau cái việc thành ta có thưởng nữa. Đa tạ nương nương. Thế này đi, ta đưa nương nương một cái đèn, nửa đêm người cầm nó đi một vòng xung quanh nơi người đã khuất từng sống trước đây. Nếu như có duyên phận thì có thể gặp được nhau.
Thật sao? Nương nương nhớ kỹ, đây là bí mật, không thể để ai nhìn thấy.